Xin chào tất cả anh em trên toàn quốc, mình là Đại đây. Hôm nay mình có sưu tầm được một con Zippo từ năm 96, đích bằng còn khá là ngon lành, không có bị móp gì hết. Cái con này thì của tàu Tuần Dương Hạm, Land Cruiser tàu Tuần Dương Hạm, kỷ niệm được ghé thăm hòn đảo Lucky Feel. Với vỏ của nó là vỏ đồng mạ chrome nha anh em. Vỏ nó là vỏ đồng được khắc cái này. Mạ chrome. Âm thanh ra khá là hay. Cái này là của tàu Tuần Dương Mỹ nha. Đi tham quan kỷ niệm hòn đảo Lucky Feel. Sản xuất năm 96. Khá nhạy lửa. Bên trong do vỏ còn sạch sẽ nha. Ruột của nó là cũng năm 96 luôn. Ruột là cây 96. Vỏ là y 96, cách nhau một tháng. Nó trùng năm. Không có bị móp méo gì nhiều hết, khá là ngon lành. Tiếng kêu nó khá hay ha. Nhảy lửa. Mình muốn giao lưu với anh em cái con Land Cruiser Tuần Dương Hạm của Mỹ này với giá là 1 triệu đồng chưa bao gồm phí ship. Mình chỉ có một con này thôi. Anh em cùng xem kỹ lại nó ha. Tuần Dương Hạm ghé thăm hòn đảo Lucky Feel kỷ niệm năm 96. Vỏ là Y, ruột là K. Trùng năm. Đầu nó thì không có bị móp méo gì nhiều hết. Vỏ nó là vỏ đồng nha. Mình muốn giao lưu với anh em cái con này với giá là 1 triệu đồng chưa bao gồm phí ship. Anh em đặt hàng thì liên hệ với mình nha. Mình sẽ để lại số điện thoại ở dưới phần comment. Anh em đặt hàng thì gọi điện cho mình. Cảm ơn anh em đã xem hết video. Xin thân ái chào tạm biệt tất cả.